Kính chào bà con và quý khán giả đang xem bản tin 365 ngày chuyển động. Hôm nay thông tin được ban biên tập tổng hợp gửi đến bà con và quý khán giả. Mời bà con cùng điểm nhanh thông tin trước khi đi vào nội dung chính. Bão số 9 quét qua gây ngập diện tích rau màu cà phê tại Lâm Đồng. Còn tại Ninh Thuận, tôm hùm, cá lồng bè chết hàng loạt. Miền Tây không chịu ảnh hưởng của tâm bão, nông dân vào vụ sản xuất chuẩn bị Tết, diện tích dưa hấu phát triển tốt. Sa chi liệu có phải là cây trồng bền vững giúp nông dân Lâm Đồng thoát nghèo? Bà con nào hứng thú với cây trồng này hãy cùng tìm hiểu. Độc đáo ứng dụng thông minh cho du lịch Đà Lạt, tạo thuận lợi cho du khách, thu hút khách đến Đà Lạt đông hơn, một cách để khơi gợi cho nhà nông kết nối bán nông sản. Gắm đầu có hồng Lang Biang tuyệt đẹp. Do ảnh hưởng của cơn bão số 9, hàng chục hộ nuôi tôm hùm, nuôi cá ở vịnh Vĩnh Hy, xã Vĩnh Hải, huyện Ninh Hải, tỉnh Ninh Thuận đang điêu đứng vì thiệt hại quá nặng, có người trắng tay. Người nuôi tôm hùm ở địa phương cho biết, đêm 24 tháng 11 và rạng sáng 25 tháng 11, nước lũ từ thượng nguồn đổ về chảy xuống khu vực nuôi trồng thủy hải sản trong vịnh Vĩnh Hy, khiến cho tôm hùm, cá bớp nuôi bằng lồng bè bị chết hàng loạt. Nhiều hộ nuôi tôm hùm đang khẩn trương bán tôm chết đã được ướp lạnh cho các thương lái thu mua với giá thấp hơn một nửa so với trước đây. Thậm chí tôm hùm loại 15 con một ký chỉ bán được với giá 100.000 đồng một ký. Theo thống kê của Ủy ban Nhân dân xã Vĩnh Hải, hiện có 84 bè với 200 lồng, trong đó 80 lồng cá, 120 lồng tôm của 61 hộ bị thiệt hại với ước tính khoảng 12 tỷ đồng. Theo ngành chức năng, nguyên nhân tôm hùm, cá chết được xác định là do sốc nước lũ đổ về vùng nuôi. Những thiệt hại về tôm hùm nuôi, cá lồng ở vịnh Vĩnh Hy chỉ là con số thống kê ban đầu. Số thiệt hại có thể còn tăng lên vì tại các vùng nuôi hiện nay đã bị ngọt quá, có thể sẽ khiến các loài hải sản nuôi trong lồng bè bị sốc nước. Ngành chức năng tiếp tục giúp người dân di chuyển lồng nuôi đến nơi khác có nguồn nước tốt hơn, khẩn trương khắc phục hậu quả. Mưa bão những ngày qua đã ảnh hưởng đến tình hình sản xuất rau củ của bà con, cho nên là đẩy giá tăng cao. Trong khi đó thì giá chuối tăng tới 40%, nhưng sản lượng thành phẩm lại giảm so với mọi năm. Một hộ trồng chuối ở tỉnh Đồng Nai cho biết, nếu vụ này năm trước giá chuối chỉ vào khoảng 3.000 đến 5.000 đồng một ký, thì năm nay đã tăng lên 7.000 đến 9.000 đồng một ký. Riêng đối với những buồng đạt chuẩn thì còn được thương lái thu mua tới 10.000 đồng một ký. Giá chuối hiện nay đã giúp cho bà con nhà vườn có lời khá trong vụ chuối năm nay. Sở dĩ giá chuối tăng là do Trung Quốc thu mua nhiều. Hiện thì chưa đến chính vụ nên lượng chuối đang khan hiếm. Thương lái thu gom chuối ở Đồng Nai cho biết sản lượng chuối vụ này giảm so với mọi năm. Nhiều hộ lo sợ giá giảm mạnh nên đã thu hẹp diện tích trồng. Trong khi đó, nhu cầu thu mua từ phía Trung Quốc đang tăng mạnh. Giám đốc một doanh nghiệp chuyên xuất khẩu chuối tại Đồng Nai cho biết, 3 tuần nay giá chuối có lúc thu mua lên tới 12.000 đồng một ký. Sở dĩ giá cao hơn so với thời điểm này năm ngoái là vì chuối trái vụ số lượng không nhiều, trong khi nhu cầu xuất đi Trung Quốc tăng đã đẩy giá lên cao. Dù thị trường Trung Quốc đẩy mạnh thu mua, nhưng họ đòi hỏi sản phẩm khắt khe hơn nên thị trường hàng xuất đi không nhiều. Miền Tây vừa đi qua mùa nước nổi, cũng may mắn không bị ảnh hưởng của bão, nên nông dân chuẩn bị xuống giống rau màu. Trong đó thì có dưa hấu Tết. Thời điểm này thì nông dân xã Lý Văn Lâm, thành phố Cà Mau, tỉnh Cà Mau đang tất bật chuẩn bị cho vụ dưa hấu Tết để mà phục vụ thị trường Tết Nguyên Đán Kỷ Hợi 2019. Năm nay, nông dân tăng diện tích trồng dưa hấu vượt so với kế hoạch. Nhiều diện tích trồng theo việc gáp, nhà vườn trồng cho thời tiết thuận lợi để mà ruộng dưa này phát triển tốt, đón giá Tết, trang trải cuộc sống. Ghi nhận sự chuẩn bị tất bật này tại Cà Mau do cộng tác viên gửi về. Vụ dưa hấu Tết năm nay, toàn xã Lý Văn Lâm trồng khoảng 70 hectare, vượt 3 hectare so với kế hoạch. Trong đó có 21 hectare duy trì theo mô hình việt gáp. Tranh thủ thời tiết thuận lợi, ông Lê Nhu đang hoàn tất công đoạn cuối cùng để chuẩn bị xuống giống vụ dưa Tết. Hiệu quả từ vụ dưa đầu trồng theo mô hình việt gáp. Năm nay, ông Nhu tiếp tục thực hiện mô hình này với diện tích là 2,5 hectare. Để có thể thu hoạch dưa đúng dịp Tết, kỹ thuật trồng rất quan trọng. Nhiều nông dân cho biết thời điểm thích hợp nhất để trồng dưa hấu Tết là khoảng ngày 15-16 tháng 10 âm lịch và đến khoảng 23-24 tháng 12 âm lịch bắt đầu thu hoạch đồng loạt. Nhờ áp dụng khoa học kỹ thuật tốt nên hàng năm, vụ dưa hấu Tết của bà con xã Lý Văn Lâm luôn cho năng suất cao từ 3-4 tấn trái một công. Trồng theo cái quy trình của dự cáp, đó, thuốc men rồi như hướng dẫn của cán bộ kỹ thuật hướng dẫn cho mình. Theo tính toán của các hộ trồng dưa hấu, nếu giá cả ổn định ở mức 5.000 đến 5.500 đồng một ký và thời tiết thuận lợi đến khi thu hoạch, thì mỗi công dưa hấu có thể thu lãi trên 20 triệu đồng.
thưa quý khán giả và bà con, vài năm gần đây cây sa chi được đưa vào trồng thử nghiệm ở một số nơi. Nhiều nông dân Lâm Đồng nhận xét rằng cây trồng này có nhiều tiềm năng phát triển do tính thích ứng cao, cây sinh trưởng phát triển tốt lại ít sâu bệnh. Tuy nhiên, hiệu quả kinh tế mà cây sa chi mang lại liệu có bền vững hay không thì vẫn là còn nỗi băn khoăn của nhiều người. Ghi nhận thực tế sau đây để bà con cùng tìm hiểu xem nên phát triển loại cây này hay không trên vườn nhà của mình. Đây là vườn sa chi trồng được gần 2 năm của hộ chị Lại Thị Thúy ở thôn 2, xã Hòa Trung, huyện Di Linh. Cây sinh trưởng tốt, hầu như không có sâu bệnh và đã bắt đầu cho trái. Với diện tích đất hơn 2 hectare của gia đình, chị Thúy canh tác nhiều loại cây trồng khác nhau như cà phê, sầu riêng để nâng cao thu nhập. Khi được giới thiệu về cây sa chi, chị quyết định dành một phần đất trống để trồng thử nghiệm 500 cây sa chi vì cây này không phù hợp để trồng xen với các loại cây trồng khác. Cũng giống như một số hộ nông dân khác trồng thử nghiệm cây sa chi, chị Thúy vẫn còn khá lo lắng về đầu ra cho cây trồng mới này, dù đã có thương lái vào hỏi mua với giá bán tại vườn là 40.000 đồng một ký hạt. Sau nhiều bài học thất bại khi trồng ồ ạt các loại cây trồng mới chưa qua khảo nghiệm, nghiên cứu thị trường, người nông dân cần phải hết sức thận trọng khi quyết định phá bỏ cây trồng cũ để đầu tư chuyên canh cây trồng mới. Có chăng chỉ nên trồng thử nghiệm và chờ đợi những nghiên cứu và quy hoạch phát triển cây trồng cụ thể từ phía cơ quan chức năng. Hiện nay, Lâm Đồng thực hiện đề án phát triển chăn nuôi bò sữa với nhiều chính sách hỗ trợ tăng đàn, nâng cao chất lượng sữa và hỗ trợ ký kết hợp đồng tiêu thụ sữa tươi với tỷ lệ đạt trên 95% sản lượng. Tuy nhiên, do các doanh nghiệp thu mua tăng cường kiểm soát chất lượng sữa, siết chặt các khâu thu mua, số bò sữa giảm ở các hộ nhỏ lẻ không đáp ứng được quy mô đàn, chỉ tiêu chất lượng sữa. Trong lúc đó, giá thu mua thấp nên việc phát triển đàn bò sữa không đạt được kế hoạch đề ra. Đồng thời, việc công ty cổ phần sữa TH không thực hiện dự án trên địa bàn tỉnh cũng đã ảnh hưởng không nhỏ đến kế hoạch đã đề ra. Đến nay, tổng đàn bò sữa toàn tỉnh khoảng 20.000 con, sản lượng sữa tươi nguyên liệu đạt hơn 74.000 tấn, giảm 1,9% so với cùng kỳ và đạt 89,2% so với kế hoạch năm. Do đó, sản lượng sữa tươi chưa đủ điều kiện để đầu tư nhà máy chế biến sữa tiệt trùng tại tỉnh. Được mệnh danh là thành phố ngàn hoa, mỗi năm Đà Lạt, Lâm Đồng đón hàng triệu du khách đến tham quan nghỉ dưỡng. Tuy nhiên, vấn đề đặt ra là việc quản lý, đăng ký dịch vụ du lịch chưa được thuận tiện và hoàn hảo để làm hài lòng du khách. Đặc biệt khi Đà Lạt đang đặt mục tiêu xây dựng, sử dụng công nghệ thông tin và truyền thông để hình thành hệ sinh thái du lịch và tạo lợi ích tương quan giữa du khách, doanh nghiệp và chính quyền. Tận dụng sự bùng nổ của cuộc cách mạng công nghiệp 4.0, nhiều khách sạn dịch vụ đã ứng dụng các công nghệ mới để quảng bá phục vụ du khách. Điều này đã góp phần xây dựng một hệ thống du lịch chất lượng cao phục vụ cho du khách. Trong đó thì có việc là quảng bá liên kết để có thể giới thiệu đặc sản nông nghiệp. Mời quý khán giả và bà con cùng xem ghi nhận thực tế cách làm du lịch hiện nay của Đà Lạt và cũng là cách để mở mang kiến thức, gợi mở cách tiếp cận cho công nghệ 4.0 trong phát triển nông nghiệp. Khách sạn Đà Lạt Plaza, một trong những đơn vị vừa ứng dụng phần mềm du lịch thông minh được Ủy ban Nhân dân thành phố Đà Lạt triển khai để quảng bá cho doanh nghiệp mình. Đơn vị này cho biết, tuy chỉ mới tham gia gần 2 tháng, nhưng phần mềm này có nhiều ưu điểm trong việc hỗ trợ doanh nghiệp quảng bá dịch vụ, thu hút du khách mà không phải tốn chi phí cho các trang web quảng cáo như trước đây. Không chỉ có những cơ sở lưu trú, nhà hàng, khách sạn, mà hệ thống các quán cà phê, cửa hàng, buôn bán đặc sản Đà Lạt cũng được tham gia miễn phí ứng dụng phần mềm du lịch thông minh do Đà Lạt triển khai. Chỉ mới áp dụng trong thời gian chưa lâu, nhưng đa số các doanh nghiệp đều tỏ ra hài lòng với phần mềm này nhờ tính tiện ích với doanh nghiệp quảng bá hình ảnh, mở rộng cơ hội kinh doanh, tạo chuỗi liên kết phát triển du lịch theo hướng bền vững. Em thấy là nhiều người biết tới doanh nghiệp của mình là một cái thứ nhất. Cái thứ hai là khi mà mình đưa các chương trình khuyến mãi này, các chương trình ưu đãi cho khách hàng thì sẽ được thu hút được nhiều khách hàng hơn. Mà hàng hóa của tụi em nó cũng đi rộng rãi hơn. Đây là phần mềm hướng đến mục tiêu đưa Đà Lạt trở thành một thành phố du lịch thông minh, thân thiện, làm hài lòng du khách. Vì thế, để tìm hiểu thông tin về du lịch Đà Lạt thông qua hệ thống Internet, du khách chỉ cần click chuột vào trang web dalatcity.org. Tất cả những câu hỏi đi đâu, ăn gì, mua gì trên các lĩnh vực lưu trú, đặc sản, lữ hành sẽ nhanh chóng giải đáp những thắc mắc mà du khách còn băn khoăn. Thú vị nhất, tại vì mình không cần phải đi đâu cả, trong một cái website hoặc là trong một cái ứng dụng đều có. Không tốn nhiều thời gian mà cũng phải một cái nơi tin tưởng, mình có thể là mình biết cái nơi mình đi, biết cái nơi mình ở chính xác hơn và nó không kiểu như tránh cái trường hợp là lừa dối hay là nó bị sai thông tin nữa. Ứng dụng du lịch thông minh Đà Lạt City hướng tới 3 đối tượng chính, đó là hỗ trợ doanh nghiệp kết nối, quảng bá thông tin,
giúp du khách có nhiều lựa chọn về các dịch vụ khi vui chơi nghỉ dưỡng tại Đà Lạt, đồng thời hỗ trợ các cơ quan quản lý nhà nước nắm bắt những ý kiến phản hồi của du khách để có những chấn chỉnh kịp thời, từ đó nâng cao chỉ số hài lòng của du khách, đồng thời nâng cao chất lượng phục vụ khách du lịch. Chúng ta vẫn thường thấy là những cái bức tranh về những cái cánh đồng mà cỏ hồng và được xem như là loại cỏ mọc tự nhiên trên những đồi thông. Cỏ hồng được phát hiện và trở thành một cảnh vật do thiên nhiên ban tặng cho con người Lạc Dương mà không một địa phương nào có được. Và chính hình ảnh đẹp này đã làm du khách nhớ đến Lạc Dương Lâm Đồng nhiều hơn. Thông tin cụ thể về lễ hội như sau, mời bà con cùng theo dõi. Mùa hội cỏ hồng Lang Biang năm 2018 đưa ra thông điệp gửi đến cộng đồng hãy yêu quý thiên nhiên, bảo vệ môi trường sống. Theo đó, mùa hội cỏ hồng Lang Biang năm 2018 diễn ra trong khoảng 9 ngày, từ ngày 24 tháng 11 đến ngày 2 tháng 12. Tuy thời tiết không thuận lợi nhưng đã thu hút khá đông du khách đến tham quan thưởng lãm với các hoạt động trải nghiệm, tham quan, chụp hình trên các đồi cỏ hồng. Đặc biệt với không gian mở cửa tự do không thu vé, mùa hội cỏ hồng còn thu hút các cặp đôi đến chụp ảnh cưới để lưu lại những kỷ niệm đẹp, hứa hẹn sẽ là điểm đến khác biệt và ấn tượng dành cho du khách gần xa. Cũng qua nhiều tranh ảnh sách báo và qua internet đấy thì chúng tôi cũng thấy là cực kỳ đẹp và chúng tôi quyết tâm là phải đến đây để được có được những cái bức hình về đồi cỏ hồng. Và đúng là khi mà đến nơi thì tôi cảm nhận là cả một cái triền đồi rất là đẹp. Mình thấy ở đây một không gian rộng lớn, rất là đẹp, không khí thì mát dịu và cảnh sắc thiên nhiên thì rất là trong lành này. Và một đồi cỏ hồng này rất đặc biệt, mình có cảm giác như đang đứng ở châu Âu. Mùa hội cỏ hồng Lang Biang năm 2018 là sự kiện văn hóa, thể thao, du lịch nhằm tôn vinh vùng đất, con người và giá trị văn hóa, truyền thống của các dân tộc trên địa bàn huyện Lạc Dương. Qua đó xây dựng quảng bá hình ảnh, giới thiệu tiềm năng phát triển về du lịch, gắn với thương hiệu Đà Lạt kết tinh kỳ diệu từ đất lành, cũng như đẩy mạnh thu hút đầu tư, hợp tác liên kết phát triển kinh tế trong lĩnh vực du lịch, từ đó góp phần xây dựng một sản phẩm du lịch độc đáo đối với địa phương Lạc Dương. Cảnh đẹp thiên nhiên đồi cỏ hồng Tây Nguyên làm say đắm lòng người cũng đã khép lại bản tin 365 ngày chuyển động hôm nay. Hẹn gặp lại quý khán giả và bà con trong bản tin ngày mai cũng vào khung giờ này. Bà con nào muốn tìm hiểu những thông tin về cây con giống hay là các mô hình chúng tôi đã đưa, hãy liên hệ tại địa chỉ 365 ngày chuyển động ltv@gmail.com hoặc số điện thoại 0263 3829930.